Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 22 tháng 9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết qua hai ngày đêm tìm kiếm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, tàu cảnh sát biển 2011 đã tìm thấy thi thể một ngư dân của tàu cá BV99778TS đang trôi dạt trên biển. Đây là một trong hai ngư dân mất tích trong vụ tàu hàng nước ngoài đâm chìm tàu cá ngư dân Việt Nam xảy ra vào ngày 19 tháng 9 khi cách huyện Côn Đảo khoảng 22 hải lý. Tuy nhiên, chưa xác định được danh tính nạn nhân. Hiện còn một thuyền viên của tàu cá trên vẫn đang mất tích. Trưa cùng ngày, tàu cảnh sát biển 2011 đã tiếp cận, vớt thi thể và tiến hành các thủ tục bàn giao cho tàu SR413 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 cùng hàng hải Việt Nam để đưa về bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân. Sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao, tàu cảnh sát biển 2011 tiếp tục ở lại hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng và tàu cá của ngư dân để tìm kiếm ngư dân còn lại. Được biết thời tiết ở khu vực hiện trường đang có sóng lớn, gió giật cấp 8 ảnh hưởng lớn tới việc tìm kiếm nạn nhân còn lại. Trước đó vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 19 tháng 9, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 nhận được thông tin từ chủ tàu BV 99778TS trình báo vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá BV 99778TS bị tàu hàng đâm chìm trên vùng biển Côn Đảo. Trên tàu có 14 thuyền viên, trong đó có 12 thuyền viên được các tàu cá BV 99359TS và BV 99278TS cứu lên tàu, còn hai thuyền viên chưa tìm thấy. Vị trí xảy ra tai nạn cách mũi vũng tàu khoảng 111 hải lý về phía nam, cách côn đảo khoảng 22 hải lý về phía đông đông nam. Tình hình thời tiết khu vực có gió tây nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2 đến 3 mét. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Trung tâm 3 đã đề nghị Đài Thông tin Duyên Hải thành phố Hồ Chí Minh phát thông tin báo nạn khẩn cấp để thông báo huy động các tàu hoạt động trong khu vực được biết đến hỗ trợ. Trong ngày 21 tháng 9, lực lượng cứu nạn cũng đã phối hợp với chủ tàu bị nạn lai kéo xác tàu cá BV99778TS về côn đảo, triển khai lặn tìm kiếm bên trong xác tàu nhưng không phát hiện người bị nạn. Hiện, lực lượng cứu nạn tiếp tục duy trì phát báo nạn, huy động cho các phương tiện đang hoạt động trong khu vực được biết, hỗ trợ tìm kiếm một thuyền viên còn mất tích. Theo có trạng khoảng 13 giờ 45 phút ngày 26 tháng 2 năm 2022, ông Lê Sen là thuyền trưởng điều khiển tàu Phương Đông số hiệu QNA 1152 chở khách du lịch xuất phát từ bến Cổ Lao Tràm và bến Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trên tàu có 39 người gồm 36 hành khách và 3 thuyền viên. Khi đến khu vực có tọa độ 15 độ 53 phút 4 giây Bắc và 108 độ 24 phút 3 giây Đông, ông Sen điều khiển tàu quay vòng với tốc độ 20 km h đến 25 km h mà không giảm tốc độ đến mức an toàn. Việc này dẫn đến tàu bị lật úp chìm và hậu quả là 17 hành khách trên tàu tử vong. Qua điều tra tàu Phương Đông số hiệu QNA 1152, còn gọi là tàu Phương Đông 5, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Phương Đông. Tàu được đưa vào sử dụng năm 2016 đến năm 2019, tàu được cải hoán từ chuẩn SI lên chuẩn SB, sử dụng vận chuyển khách du lịch. Theo giấy chứng nhận thẩm định, thiết kế hoán cải phương tiện thủy nội địa đối với tàu phương Đông Nam do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp có quy định. Khi tàu quay vòng, phải giảm tốc độ xuống dưới 7,2 km h Đồng thời, theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thủy nội địa do Tri Cục Đăng kiểm số 4 cấp năm 2022 đối với tàu này có nội dung giảm tốc độ không quá 9 km h khi quay vòng. Căn cứ kết quả điều tra và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Sen 7 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện đường thủy, về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Phương Đông bồi thường cho 20 bị hại, gồm 17 nạn nhân chết và 3 người bị thương với số tiền là khoảng 4,5 tỷ đồng. Dự báo bão áp thấp của Pagasa cho hay, áp thấp nhiệt đới gần Philippines đang cách ít bayat, Batanes, Philippines khoảng 535 km về phía bắc tây bắc. Áp thấp nhiệt đới Xmi hiện nằm bên ngoài khu vực dự báo của Philippines với sức gió duy trì khoảng 55 km một giờ ở gần tâm và gió giật tới 70 km một giờ. Hiện áp thấp nhiệt đới gần Philippines đang di chuyển về phía tây với tốc độ 15 km một giờ. Bản tin dự báo thời tiết mới nhất của Pagasa nêu rõ gió mùa Tây Nam hay Habagat đã ảnh hưởng đến Bắc Luzon và gây mưa ở một số khu vực. Trong khi đó, theo tin bão, áp thấp nhiệt đới mới nhất của Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp JTVC của Hải quân Mỹ, áp thấp nhiệt đới 17V, tên tiếng Philippines là XMI, nằm cách Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, 74 km về phía Tây Bắc. Áp thấp nhiệt đới này đã di chuyển về phía Tây với tốc độ 17 km một giờ trong nhiều giờ qua. Dự báo, áp thấp nhiệt đới 17V sẽ di chuyển về phía Tây Tây Nam qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc và hướng tới bờ biển Trung Quốc với dự kiến đổ bộ vào đất liền. Tại Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ xuất hiện mưa vào buổi sáng. Tình trạng mưa dầm sẽ còn kéo dài nhiều ngày tới. Nguyên nhân do giải hội tụ nhiệt đới có trục trên khu vực bắc Trung Bộ nối với vùng áp thấp mới hình thành ở phía Bắc Biển Đông. Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, vùng áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong một vài ngày tới, nhưng không có khả năng mạnh lên thành bão. Tuy nhiên, ngoài khu vực Nam Bộ. Ở phía Bắc còn có không khí lạnh về, kết hợp gây mưa rầm và mưa to cục bộ ở khu vực miền Trung và cả các tỉnh thành phía Bắc. Ngoài ra, thời tiết trên Biển Đông đang rất xấu. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2m đến 4m. Vùng biển từ Phú Yên đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2m đến 3m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển, cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao, chịu tác động quá thấp. Công ty Thủy điện Trị An, đơn vị quản lý, vận hành Thủy điện Trị An, tỉnh Đồng Nai, đã phát thông báo về việc xả nước qua đập tràn. Thủy điện Trị An là thủy điện lớn nhất khu vực phía Nam với 4 tổ máy công suất thiết kế đạt 400 MW. Theo thông báo từ Thủy điện Trị An, 6 giờ sáng ngày 22 tháng 9, nước thượng lưu hồ đạt mức 60,4 m. Cao trình an toàn đập là 62 m. Mực nước hạ lưu sau nhà máy là 4,3 m. Lượng nước qua tuabin phát điện là 815 m khối một giây, trong khi lượng nước về hồ lên đến gần 2000 m khối một giây. Tại trạm Tà Lài, thượng nguồn sông Đồng Nai, mực nước lên rất nhanh hiện đang ở mức giữa báo động 2 112,5m và báo động 3 113m. Tại trạm Biên Hòa, Hạ Lưu Sông Đồng Nai, nước đỉnh chiều ở mức cao gần mức báo động 2 2m. Chính vì những lý do trên, Thủy Điện Trị An thực hiện cắt giảm lũ cho Hạ Du lúc 10 giờ ngày 23 tháng 9. Công ty Thủy Điện Trị An thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan biết để chỉ đạo phối hợp, thông báo cho nhân dân vùng hạ du, hồ chứa, chủ động có biện pháp phòng ngừa nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra. Theo Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai, mực nước tại các sông suối thuộc hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến các hoạt động nuôi trồng thủy sản và giao thông đường thủy. Các vùng trũng thấp ven sông La Ngà thuộc các huyện Tân Phú, Định Quán của tỉnh Đồng Nai, huyện Tánh Linh và Đức Linh của tỉnh Bình Thuận có nguy cơ bị ngập lụt do lũ. Bên cạnh đó, nhiều vùng trụng thấp ở hạ lưu sông Đồng Nai như huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng có nguy cơ bị ngập.